lũ lụt kéo dài gây thiệt hại nặng cho nông dân Thanh Hóa. Do mưa lớn kéo dài, cùng lúc hồ thủy lợi Yên Mỹ xả lũ, suốt 4 ngày qua, hàng trăm nhà dân ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bị ngập trong nước lũ. Hàng ngàn hecta lúa mùa của các nông dân đang đến thời kỳ thu hoạch đã bị ngâm trong nước lũ kéo dài, có thể bị mất trắng, tạo nguy cơ thiếu lương thực. Xã Tự Sơn là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong các xã của huyện Nông Cống do mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày. Nhiều khu vực đã bị cô lập trong những ngày qua, nhiều nhà dân vẫn còn bị ngập trong nước lũ, gây sạt lở tường, nền móng. Dưới cái nắng oi bức sau những ngày mưa lũ, các nông dân đã ra ruộng để cố vớt vát những bông lúa mùa đã chín, bốc mùi, đem về làm thức ăn chăn nuôi. Các nông dân địa phương cho biết nước lũ đổ về 4 ngày qua đã làm nhiều gia đình mất trắng diện tích lúa mùa. Trong khi đó, số lúa đã gặt mấy ngày trước cơn lũ, nay lại không có chỗ, không có nắng để phơi, hiện đã mọc mầm, hiện chỉ có thể làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống, trong huyện có 297 nhà dân bị ngập. Mưa lũ trong những ngày qua đã làm ngập hơn 1.000 hecta lúa mùa đang đến thời kỳ thu hoạch, 143 hecta bắp và hàng trăm hecta các loại hoa màu khác, cùng với 150 hecta nuôi thủy sản. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra được ước tính lên đến hơn 43 tỷ đồng. Ngoài ra còn có một em nhỏ 4 tuổi đã bị chết đuối. Do sản lượng lúa mùa này là nguồn lương thực chính để người dân sinh sống trong 6 tháng tới, bởi đến tháng 4 năm 2014 mới thu hoạch lúa vụ xuân. Vì vậy, số lúa bị mất do lũ lụt trong những ngày qua sẽ làm cho nhiều gia đình nông dân có nguy cơ bị thiếu hụt lương thực.